để quy hoạch khu dân cư, mình chấp nhận. Lấy lên rồi đưa vô này cùng mình cũng chấp nhận bây giờ nói là làm giục hết nhưng người ta đóng nó vậy là đâu có chấp nhận. Gia đình tôi này. À, khi mà gửi cốt vô chùa thì mình có cam kết có phải có giao kèo gì với chùa? Tức là khi lấy cốt mình cũng không có được kêu người ngoài đi nhá, mình phải kêu ở trong đây luôn. Yeah. Nó mình thấy nó có hơi là đã tốn kém rồi. Xây mộ cũng không được kêu người khác xây, cũng phải có một cái nhóm người ở đây xây. Cũng mấy chục triệu. Hay đúng ở ngoài mình làm 10 triệu đây, phải làm là 15 hay. Yeah. Lấy cốt ví dụ 10 triệu mình cũng phải lên đi lên. Rồi mua một cái hũ đó là 6 triệu. Thì anh gửi vô đúng là người ta không lấy tiền nhưng mà anh phải cúng chứ, đó là cúng dường, nhưng mà cái nguyên tắc á là phải cúng thì cúng. Nhưng bây giờ ví dụ nhà chùa giờ người ta muốn dời đi, người ta nó không bảo à đây tất cả những này giờ chùa đang quy hoạch nhẹ là tất cả mộ nào không gửi được thì phải đem đi, thì người ta cũng sẵn sàng thôi chứ đâu có cần gì phải làm những cái điều nó gọi là mình gọi là thất đức á, cũng không nên làm nếu chùa không nên làm. Mà làm cái này không thể nói là xịt nước mà văng được, văng lần cả trăm cái đâu có được. Anh xịt trên một cái mà một cái văng một cái là anh đã thấy anh đã không nên rồi. Cái này anh xịt cả trăm cái anh dục vô góc. Thôi nè, thôi nè, cách đây khoảng năm 2 trước 2000 á. Hơn 400 cái là mất hình ảnh. Cố tình lại vậy vì có 775 cái mất hình ảnh. Thì hôm qua cái biên bản thì tôi đọc cái biên bản qua thôi. 775. 108 cái còn. Đây là cố tình làm. Nhà tôi trước năm 2000 mua 2 miếng đất cho ông bà già là 50 triệu đồng. 2 miếng đất là nhiều tiền lắm. Hồi đấy, cái đây 20 năm là nhiều tiền lắm. Thì bà già mất năm 2005 thì chôn ở đây, ông già thì ông già thì mất 2016, ông già chưa kịp chôn thì phải thiêu vào đây rồi. Và bà già thì mà lúc đấy là tôi xây cái mộ cho bà già này là 70 triệu, 2005 sau này bốc mộ của bà già lên là 18 triệu, cái đám nhau này nó làm rồi bốc mộ thì để mộ vào trong đây vì hai mua 2 miếng đất là khi ông già mất thì cũng mang vào đây. Mang đây thì cứ Tết, trước Tết mình tới thì bình thường. Đúng ngày hôm qua mình tới xuống là nghe tin táo hỏa luôn. Anh biết cách đây gần 1 tháng tôi có vô đây mấy lần. Tức là nó rất là nó cố ý tình làm cái gì đấy. Không mà không cho vô, thôi sửa mình cũng mà tại sao là phải nửa tháng sau vô cô không cho vô, nửa tháng sau giờ vô là di ảnh ra làm cái gì? Giờ nếu như mà phương án thời trung thì chú có chấp nhận không? Hả? Giờ phương án mà nếu như mà không tìm được. Cái ông phải Bác Hồ đâu thời trung. Không có chung đại gì hết á. Nhưng mà giờ không chung. Phải khởi tố. Tôi đề nghị khởi tố. Đúng là vi phạm về vấn đề mà mô mả gì đấy. Chứ không thể nào nói. Không phải dung nước sai thế. Không thể nào vậy. Nếu mà vô tình xịt nước không ai nói. Có người phá hoại. Không phải mình cố tình. Ông này vào không được này. Ta biết anh được cả. Cách đi hơn 1 tháng tôi vô. Rồi nửa tháng tôi vô. Rồi nửa tháng tôi vô. Tôi vô 3 lần mà không được. Cái nói sửa hoài mình nói vô đốt nhang mà cũng sửa. Thấy chưa, nó không cho vào mà nó cố thì tốn công như chi. Ở đây nó nhiều cái độc quyền lắm. Độc quyền từ anh lúc anh xây mộ anh cũng không được kêu người khác. Anh lấy cốt không được kêu người khác. Thí dụ anh lại lấy hốc một cái cốt lên thí dụ là 5 triệu hay 10 triệu ở đây cái tỷ lệ nó cao hơn chắc phải là mấy chục phần trăm. Mình nhiều đó là mình đã thấy lạ rồi. Mình mua cái hũ, mình không mua hũ, mua hũ tại đây luôn là 6 triệu cái hũ ha. 6 triệu ở ngoài hốc thì 700 triệu 10 triệu thôi. Ở đây thì tao nói là mình nói làm mộ cũng làm toàn là thợ đây hết. Thấy cái đó nhiều khi mình cũng phải chấp nhận cho người cái địa phương người ta làm đúng không, độc quyền quá. Chấp nhận nhưng mà đến giờ không biết cách giải quyết thế nào này. Mình thấy cũng hơi khó xử đấy. Làm gì nói thời chung. Chứ giờ nó đã đi đến giai đoạn đó rồi. Chứ giờ thử anh em gì đã đốt mình không có thể thử anh em được đâu. Thử những nhà mà người ta nói là không thử anh em được. Giờ phải có cái bảng đi nè để cho người ta khỏi án nè các bạn. À, chính phủ là nhà đó. Cô là cô gửi cốt ai trong này cô? Dạ ông cậu gửi của ông ngoại bà ngoại với lại hai vợ chồng ông cậu là cậu hai liệt sĩ Nguyễn Lượng nè. Ở liệt sĩ Nguyễn Lượng đường Nguyễn Lượng nè, cậu hai đó với lại dì Út dì quá gửi 5 người trong này.
mà năm nào thì nó ngay cũng đi thăm cốt mà nhưng nó chị cũng có đi, tại vì mấy đứa em ở gần đây nè, làm 7 năm nó cũng tới nhà gần này nè, Lâm Sơn nữa tới hoài cũng có đi. Bây giờ hôm qua nghe lên mà thấy người ta đông quá, giờ lên bức xúc nó cho tình hình có làm sao đó hôm qua. Tại vì không biết nghe ông anh nói giờ mới lên thì giờ đâu có được, cái mỗi năm người ta hả rầm lớn là tụi nó lên nó dẫn thăm. Đó bây giờ ông ngoại bà ngoại với liệt sĩ Nguyễn Lượng đó, hai vợ chồng với người em tên Nguyễn Thị Quá. Vô vậy đâu có cho vô em. Vô. Mỗi khi rầm lớn thì mấy đứa em con của ông cậu đó, thứ 12 đó, thì nó lên đây nó thăm, nó xuống thăm cốt. Mà gửi cốt đó thì nó nhớ số mấy. Tại ông cậu cũng gửi mà ông cậu cũng mất rồi. Ông em thứ 12 đó ông gửi, ông mất rồi. Thì ông có để lại cho người con coi các hợp đồng. Hợp đồng gửi trong này thì ra 5 cái thì 5 số. Đó thì gửi 5 cái cốt, hai cốt mà. Cái tên hụt có đánh số gì vậy? Có đánh số đàng hoàng. Có đánh số. Có thể tìm lại được. Mà không biết bây giờ nó đập hết rồi, hình nó đã gỡ ra hết rồi còn số gì nữa. Không có đánh số trên cái hũ luôn không? Không biết thì nghe nói đánh số thôi. Đó mà không biết nó có số rồi ra tụi đi tìm, tại vì ở trong nhiều lắm. Thành ra mình phải có số mình mới tìm được. Thành ra cô không có đi, mấy đứa em nó đi không à, cô ít đi lắm. Cô lên nhằm ngày thường thì chỗ đó nó không có mở cửa. Không phải không mở cửa, không có mở đèn. Đó thành ra bây giờ đi lên bây giờ gia đình 5 người đó. Mà ông ngoại bà ngoại luôn đó. Ông này là làm vậy là quá đáng rồi, bức xúc tại vì miếng muốn gì. Bởi vậy anh thấy không? Thật là tâm linh, anh thấy tâm linh dễ sợ không? Người dân người ta, bởi vậy những cái kỷ niệm hài cốt ở đây người ta khiến anh thấy không? Khiến cho mình biết được là đó là về vấn đề tâm linh đó. Tâm linh đó, đúng ngay vô mùa Vu Lan báo hiếu. Đúng ngay vô mùa Vu Lan báo hiếu. Trước trong người mà tối em không ngủ được cái gì. Em nói tiền thật sự luôn đấy. Anh ơi biết sao mà thật sự em không ngủ được, ban đêm không ngủ được. Mà nó bức rứt trong người một tuần lễ này rồi. Một tuần lễ này luôn. Bắt đầu giờ coi trên mạng mới thấy người ta hay là ta lại vô. Bây giờ nếu mà không giải quyết từ từ giải quyết liền á, cái chuyện nó đi đến hậu quả càng tệ hại nữa. Bây giờ ngày 17 nè, tháng 9 nè, tập trung cả ngàn người, một số người hiếu kỳ, một số YouTube, rồi thân nhân hài cốt. Mà những người thân nhân của hài cốt không phải đi một người, người ta đi hai ba người, tập trung cả ngàn mấy người lại đây. Rồi giải quyết như thế nào trong tình hình mùa dịch này nữa. Mùa dịch bệnh nó làm sao được. Bây giờ giải quyết liền, yêu cầu có ban trị sự giáo hội Phật giáo xuống đây giải quyết liền. Từ đoạn, từ bắt đầu ngày nay đi luôn. Để cái chuyện sai nó không có đi tới cái chuyện sai nữa. Chứ bây giờ thì có đứng đây mà nói mà da gà ốc ác nó nổi lên hết trơn luôn. Thì xung quanh người của mình, người thân của mình đứng gần đây thôi à. Nhưng mà không hiểu. Mà cái hũ hài cốt của bà chị em gửi ở đây em có làm dấu. Là gì chị biết sao không? Bây giờ nếu mà hình có rớt em nhận được. Em có làm dấu. Là vì cái đợt trước á, khi mà cái tòa tháp mà hài cốt giờ ở bên hy kia vọng, hy vọng là ai có làm dấu khi mà đã đập nhà còn chùa mà ai mà nhà chùa đã đập phá sửa lại cái đó lên thì lúc đó nha bỏ lăn lóc một trong một cái con đường hẻm á, trong đây nè không có kiếm được tối thui có cái thì bể tan quan có cái thì chồng chất lên nhau lặn sầu, là lúc đó trong lòng mình đã bức xúc rồi. Cái lần đó, cái lần mà đổi từ cái tòa tháp đó qua đây là mình đã bức xúc, cho nên mình cẩn thận, mình có làm dấu, mà em có làm dấu cái mấy chị đó, mà chị xét bên này nè, em mình thấy nó lớn. Thật ra bây giờ nếu mà mình được thấy hình ra mình vẫn còn thấy trong đánh dấu cái màu sơn á. Tin tưởng tuyệt đối. Tại vì một lần mình đã mất niềm tin rồi, ngay từ lúc đầu, từ lúc mà dời cái hũ hài cốt dời từ cái tòa bên đó qua bên đây là thầy đã dùng không phải là lắp luôn. Khi mà vô tìm hả, trời ơi, tối thui phải thắp đèn pin mà cái thì bể, cái thì đổ, ngủ ngang ở trong một cái góc xó trong cái đường hầm này là lần đầu tiên. Cái góc xó đường hầm là cốt cũ chị ạ. Cốt cũ bên cái tháp cũ giờ cốt qua giờ qua còn lăn lóc. Cái cốt mới là toàn bộ là hũ trắng tất cả. Hồi hôm qua giờ lên cái hũ sen xanh đó. Là cái cốt cũ bên cái tháp cũ giờ qua là ông bỏ trong cái hộp ở trên chân cầu thang mình đi xuống. Còn tất cả mình mới sau này vô là toàn bộ đồng loạt là hũ sen trắng hết. Hồi lúc em đem vô cái hũ kia, nhưng mà buộc phải làm theo đồng loạt của chùa. Đúng thì rồi, bỏ cái hũ đó ra, làm luôn cái hũ trắng hết, toàn bộ là hũ trắng hết. Nên đâm ra bây giờ khó nhìn, không nhìn được. Chứ nếu như mà cái hũ mình đem vô mình sẽ nhìn được. Em bây giờ đồng loạt cho mình không có nhìn được. Tháo tên hết, mấy cái hũ trắng hết, bây giờ mình toàn bộ, còn sót là một chút ít thôi.
833 hũ, trăm mấy đó có tên đó, là cái hũ cũ mà được 108 hũ xanh cũ đó là có tên rồi, còn như là trắng là 108 đó là có một số người vô là thấy cái hũ đâu chứ còn không có thấy cái tên, ta vô ta định lại. Còn như em, gia đình em đâu có làm dấu, kiếm tên còn không có đâu. Gia đình của em cũng không làm dấu luôn. Không làm dấu mà giờ mà, tên cũng không có. Nhưng mà bây giờ mở cái hộp ra, bây giờ mở cái hộp ra thì ở trong cái hộp á là nó sẽ là có một cái dãy đỏ. Cái dãy đỏ để mình đâu, để mình tìm. Dãy đỏ giống nhau, em cũng vậy. Đúng rồi, mình mà đúng rồi. Mà mình vô trong đây là toàn là hũ sen với dãy đỏ hết trơn. Đúng rồi. Chị vô chị dám nhận không? Đúng rồi. Nhận về không đúng không bà, chị đem qua chùa khác. Bởi vậy, bứng đúng là như vậy. Dãy đỏ của chị là bằng tro, là bằng xương. Xương có, tro có. Ví dụ như ba em đem đi thiêu là nó sẽ cho. Nhưng mà cái hũ ở nhà bóc á là sẽ có xương. Nhưng mà giờ xương cũng có hũ, người ta có xương vậy, có hũ thì là không có xương mà chỉ là tiêu hết rồi, đầu cái chính giữa cái đuôi cái nhúm đất vô thôi. Thì giờ chị nhận sao? Giờ mà bây giờ cái vụ vấn đề thử ADN mình dốt mình cũng không có biết, linh đâu có, mình cũng không có biết là bây giờ cái thử ADN nó có được hay không nữa đây nè. Thì bây giờ hy vọng mình dốt được, không biết về cái mà em thấy là khoa học thủy tá em thấy là tốt nhất, mà nếu như mà là đăng thủy tá thì theo bí của ổng đăng luôn, nếu mà là thủy tá mà không thể ta người nhà sao phải đăng tiêu đề sao cho nó hợp lý ha. Giờ mình thôi tầm bậy tầm bạ rồi thì sao được, cái người thân mình thì bị đi tầm bậy tầm bạ mà cái thờ thì không phải nhà người thân trong nhà thôi, chết không, cái đó hương linh không đúng rồi còn chết không, chết đó. Ví dụ như chị quậy người sống thì chị còn xin lỗi được, chứ mà quậy tới người chết là mệt lắm luôn á, khó khăn lắm. Có cái là mình phải yêu cầu ổng á, tâm linh là mình, còn hương linh là cái người ta mất rồi đó, rồi đó còn người đó chết luôn á. Đâu có được, cho nên á chờ ổng thử ADN là để một ngày nào mình có hồi hộp ngày đó, kéo dài hoài là ông bà mình cứ lăn lóc vậy hoài, chỉ có là tập thể thủy tán tập thể. Nhưng mà ổng xui, ổng xui là ổng làm ngay cái tháng này là ổng mới bị dịnh, chứ ổng làm cái tháng khác là mình không phát hiện được. Cái tháng này là tất cả mình phải đi về đây mình đốt nhang mình mới phát hiện được, chứ mà nếu ổng làm tháng khác là coi như là mù luôn, không biết đường luôn á. Mình đâu có làm ăn gì được đâu, ngày nào ổng chạy vô đây để chăm. Mà nghe như vậy rồi là ngày nào mình cũng phải chạy ăn uống, làm ăn gì được đâu, bỏ hết tất cả chuyện làm ăn. Mà vô nay hai ngày ba ngày cứ từ sáng cho tới chiều, từ sáng tới chiều không mà không ra cái gì hết. Em hay được á hả? Ngày hôm qua em hay được là nguyên một đêm em không ngủ. Ngủ vậy mấy ngày nay luôn á, thức trắng đêm là chạy cái này là gì? Chuyện ông bà của mình tự nhiên cái làm cho cái đầu óc mình nó bỏ ra đi chợ đi, chứ còn giờ về là không được đâu. Tin tưởng rồi. Bây giờ có tin tưởng chùa người ta mới gửi vô đây. Bây giờ đi. Thầy có của ai trong gia đình mình chị? Nhà tôi thì năm hũ. Năm hũ. Ừ. Năm hũ luôn. Hũ của ông nội bà nội, ba với chị với em là năm hũ. Mà là bây giờ tôi tìm được hai hũ. Hai hũ là nhờ cái bao đó, ghi tên để làm dấu, giờ tìm được hai hũ, giờ còn ba hũ thì toàn bộ là màu trắng hết. Giờ đâu có biết ai đâu. Giờ thất lạc ba hũ đó. Hỏi vậy chứ ông bà tổ tiên của người ta mà thất lạc vậy đó, làm sao mà người ta yên tâm, người ta làm ăn gì? Cứ tối ngày cứ nôn nóng chạy vô đây. Ba ngày nay rồi tôi chạy vô đây hoài luôn, chứ đâu có yên ổn làm ăn gì đâu. Giờ chỉ yêu cầu là quả tán tập thể á, thì mặt mai, nhưng thủy tán chứ quên nó lộn. Nhưng mà ổng phải rước thầy về. Thủy tán là chị làm cách nào? Thủy tán tập thể nhà em, hài cốt nhà em còn xương thôi mà, chứ đâu có cho đâu. Nhưng mà thà là mình có đi, ổng phải mở một ngày nào tốt, ổng rước thầy về, ổng cầu siêu cho tất cả vong linh. Rồi ổng mới mướn xe cho thân nhân ai mà có trong gia đình đó đi theo, để ổng đi thủy tán. Chỉ có làm như vậy thôi, chứ còn bây giờ chị không có yên tâm mà để cho ông chờ thử ADN kéo dài ngày này ngày kia, rồi ông bà mình cứ vậy hoài sao mình làm ăn gì. Mà không biết là cái thử ADN mình muốn dốt không biết sao học, người ta có thử được hay không nữa nè. Em nói bây giờ mình không có thể chờ để thử ADN được đâu, lâu lắm. Rẻ bơi mấy trăm hũ, trong 800
83 hũ nữa mới là ra. Này của ai? Ốc ra đem mà này. Cưng, lấy ra đi cưng. Lấy ra. Thử rất là nhiều luôn. Mới ra hộp chung hộp hết với ăn thôi. Ủa chị, xin thầy có nói là có biện pháp là nếu như mà không xác định được cái danh tính hũ thì có thể thừa chung. Thời trong khắc tên lên phía trên. Không tin tưởng để ở trong. Không tin tưởng nữa rồi. Đã là xin đó là sai. Bây giờ toàn toàn đúng rồi. Bây giờ nếu như cái chị này á, chị nói thủy tán thì thủy tán như vậy cũng có lý. Còn những cái hũ nào mà còn nguyên dạng, thân nhân tùy theo thân nhân người ta quyết định. Chứ bây giờ không có thể mà thờ tập thể gì nữa hết trơn. Không tin nữa. Bây giờ đem về cũng không tin tưởng. Đúng, như chị này có ý kiến thủy tán thì cũng đúng đó. Cũng được. Nhưng mà phải trước thầy lại để đọc danh sách cho vong linh người ta. Mà thủy tán đưa ra cái chỗ nào đó là toàn bộ quá xe thân nhân người ta đưa ra đó hết luôn. Đúng rồi. Chờ một ngày. Bây giờ để đã. Bây giờ chờ không thể chờ được, sai lại còn sai thêm nữa, sai lại còn sai thêm nữa. Không, nếu bây giờ cái chuyện này đã lỡ như vậy rồi, bắt buộc phải chịu. Bắt buộc phải chịu thôi. Cái... Ừ, đúng rồi. Đúng rồi.